Hai, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về ship tiền giấy Việt Nam nha các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là cái con hươu cao cổ đang nằm nha. Đây, con hươu cao cổ đây. Đó, đây là cái đầu nè, đây là cái đuôi nè. Được chưa? Đây là cái thân của nó nè. Đó. Rồi, để sắp con hươu cao cổ, ship con hươu cao cổ thì các bạn nên chuẩn bị một cái tờ tiền. Thì bước 1 gấp cạnh này trùng với cạnh này. Được chưa? Hay nói nôm na mình hay thường nói á, là các bạn nên gấp để tạo ra một cái hình vuông á. Phần lớn origami được sắp xếp hay là được gấp bởi một cái hình vuông thôi. Được chưa? Bởi một cái hình vuông. Rồi. Được chưa? Rồi ra hình vuông đúng không ạ? Rồi. Gấp điểm này trùng với điểm này. Rồi, gấp cái cạnh này trùng với cạnh giữa mới vừa gấp. Bên đây cũng vậy. Ok chưa? Rồi, gấp đôi lại. Rồi các bạn nhìn nè. Các bạn gấp sao làm sao cho cái này nó vuông góc nè. Đó, để cho con hươu cao cổ của mình nó cao á, thì cái đầu của nó phải phải à, cái cổ của nó phải cao. Được chưa? Đó, gấp vuông góc nè. Sau các bạn bẻ ra. Đó, bẻ ra. Chưa? À, tới cái mỏ nè, vì do cái hươu cao cổ á, cái đầu á hơi cao nên mình gấp cái mỏ á không có được bự nè, không được cái gọi là mỏ không được cao á, không được dài á, để cho cái đầu của nó cái phần cổ này nó dài ra. Rồi gấp cho cái mỏ nó đỡ nhậu lại, bẻ vô trong. Đó, giờ mình gãy ra được cái đầu rồi đúng không ạ? Giờ tới cái đuôi nha. Cái đuôi thì các bạn băng ra nha. Rồi gấp vô. Bạn muốn cái đuôi nó dài á thì gấp vô dài. Đó, gấp vô. Rồi bẻ ra lại. Vô, bẻ ra lại. Thế là mình giải ra con hươu cao cổ đang nằm ăn cỏ nha các bạn. Các bạn nào thấy hay thì các bạn cứ thể đăng ký kênh hoặc là share hoặc là like. Còn các bạn nào muốn mình gấp cái con gì thì các bạn có thể comment. Muốn gấp cái gì thì các bạn cứ comment đi, mình sẽ gấp cho tất cả các bạn thấy nha. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.